Hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2021. Em test đôi loa Pioneer V21 cho bác Bình ở phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là đôi loa có công suất là 150W, bass 20, chép xoay. Đôi loa này còn cũng rất mới. Chặt thế mới được. Để lấy sau. Thùng vách. Để quay rộng ra xem thùng vách. Bác lưu ý cho em trước khi nhận hàng, bác lưu ý cho em cái số seri nhá, để em chuyển cho đúng 43003 bác nhá. Đây, còn chiếc bên này. Rồi này, nét căng. Đẹp, nét căng. Đây, bác xem để ý nhá. 36933. Bác Bình lưu ý cho em nhá. Đấy, có số seri như thế. Còn ê căng là đẹp luôn. Ê căng cam đoan cho bác là không gãy, không thủng lỗ. Đấy. Loa kêu hết. Anh em nào mà muốn mua thì sở hữu thì đăng ký ngay đi. Về được 3 đôi thì đi được 2 đôi rồi. Vừa mới đăng bài hôm qua thì hôm nay đi được 2 đôi rồi. Nên là còn một đôi. Đôi xấu hơn thì đôi đấy nó thực sự ra thì xấu thì nó cũng chẳng xấu lắm đâu. Nó có lỗ. Đấy. Đâm ra là sẽ có cái giá hợp lý hơn. Để cho anh em sở hữu đôi loa, mình bán theo cái đẹp thì bán theo đẹp, mà giờ xấu thì bán theo xấu nhá.